đây có cái khu trạm xe bus đó, và người ta dùng để người ta bán khoáng. Trời vẫn còn mưa, đây là đường Triệu Văn Phục, thưa cô bác anh chị. Và trời mưa mấy cái khu bệnh viện thì rất là dễ kẹt xe nha, đông xe lắm, xe bus, xe vải vóc mà mưa gió là đâu có làm ăn được gì đâu, bắt buộc phải trùm lại thôi đó. Dạ Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Em đang đứng trên cầu Trà Và, đang chạy lên cầu chuẩn bị xuống khu vực Chợ Lớn thì cơn mưa ập tới. Và em đang mặc áo mưa vừa mới xong. Bây giờ là 11 giờ kém 10 ngày 27 tháng 7 năm 2023. Sài Gòn mình mấy ngày hôm nay toàn là mây mù rồi mưa không thưa cô bác anh chị. Trưa tới chiều. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày bình an và có những giây phút dạo phố trong cái cơn mưa của Sài Gòn. Mời cô bác anh chị đổi dốc cầu Trà Và nha, mưa cũng lớn đó. Bên này là quận 5, sau lưng của em đi ngược lại là khu vực quận 8, Sóng Củi. Trời mưa thì đặc biệt là khu vực Chợ Lớn ha, hàng hóa rất là nhiều, những cái khu chợ sỉ đó hàng hóa nhiều, mưa gió thì làm ăn nó cũng khó khăn, đặc biệt đi giao hàng nữa. Đấy. Thì mời cô bác anh chị chúng ta dạo phố. Nói chung là mưa em nghĩ là không có to lắm đâu, bởi vì mấy ngày hôm nay Sài Gòn mình ngộ lắm, mưa lai rai vậy, kiểu mưa lai rai. Ở đây em quẹo bên tay phải nha, con đường này Lương Dự Học, đây là con đường Hải Thượng Lãng Ông Khổng Tử năm xưa đi ra đường Võ Văn Kiệt, tức là bến Hàm Tử đó. Còn đây là con đường Lương Dự Học, đoạn bên này phường 10 quận 5. Ở đây là em ra đường Võ Văn Kiệt, bến Lê Quang Liêm. Đây là con đường ở Đỗ Văn Sửu. Mời cô bác anh chị ngắm mưa Sài Gòn. Đây là con đường Võ Văn Kiệt, cầu Trà Và em vừa mới đứng trên cầu xong đây. Trời rác quá trời luôn. Đường Vạn Kiếp ở dưới cầu người ta trú mưa ha. Trú mưa, mặc áo mưa. Đây là con đường Mạc Cửu. Bên phải em là chạy vô bưu điện á cô bác anh chị, bưu điện quận 5. Con đường Lê Quang Liêm, con đường Võ Văn Kiệt ngày hôm nay, bến Lê Quang Liêm ngày xưa. Khúc này thì chúng ta có con đường ở Nguyễn Thi này, quẹo vô là ngay cái bùng binh luôn rồi đó. Em đường này là đường một chiều từ trong bùng binh đi ra, em lên trên em quẹo nha. Ở bên trái của em là con kinh Tàu Hủ, bến Bình Đông. Đây đường Nguyễn An Khương. Đó, mưa không có lớn không có anh chị, nhưng mà cứ lâm râm suốt ngày. Ở đây khu phố em thấy hành tỏi, hành tây đồ nhiều lắm. Đây Trịnh Hoài Đức. Em sẽ đi thẳng ra con đường Hải Thượng Lãng Ông luôn. Ngày xưa có tên là Khổng Tử đó.
Trời mưa mấy anh đi giao hàng tạm ngưng hết ha. Toàn là những cái xe đi giao hàng không á, có mấy anh chị thấy không? Xe yên sau người ta để một cái ba ga giao hàng rất là to. Đó, hàng hóa này trùm che chắn lại. Mùa mưa mà. Rồi đây là con đường Hải Thượng Lãng Ông đó các bác anh chị. Ngày xưa có tên là Khổng Tử. Hướng đi thẳng ra lại đường Võ Văn Kiệt này, tức là bến Hàm Tự và bến Lê Quang Liêm. Và bây giờ em sẽ bọc một bên đi ngược về hướng bến xe Chợ Lớn nha. Mưa quá trời. Lầm rầm làm ăn vất vả. Đấy, cuộc sống của Sài Gòn mùa mưa. Rất là nhiều cái hình ảnh thưa cô bác anh chị. Ở thẳng hướng này là chúng ta đi đường Lê Quang Liêm. Đường Châu Văn Liêm chứ, em xin lỗi cô bác anh chị, Châu Văn Liêm. Tổng đốc Phương ngày xưa này. Trời ơi, dạo này đầu óc nó bị như thế nào á. Đó, em tính đi lên lên trên hướng của bến xe Chợ Lớn bằng con đường Hải Thượng Lãng Ông, nhưng mà thôi quẹo qua đây một chút đi. Đó, đi con đường Đồng Khánh cũng được này. Đó, mưa lớn rồi đó. Nói chung là trong cái clip này thì em mời cô bác anh chị đi dạo thôi. Dạo tùm lum vậy đó. Mời cô bác anh chị lên khu vực đèn năm ngọn. Đó, cứ mưa như thế này các bác anh chị, mưa kiểu lâm râm. Đây là thương xá Đồng Khánh, chợ vải Soái Kình Lâm và con đường cắt ngang đây là con đường Phùng Hưng. Ở bên phải thì cô bác anh chị về chợ Phùng Hưng nha. Nhãn xuồng, mít tố nữ. Giờ kiểu như là cũng trưa, bắt đầu người ta đi ăn trưa các bác anh chị. Vóc mà mưa gió là đâu có làm ăn được gì đâu, bắt buộc phải trùm lại thôi. Đó. Đi thẳng thì mời cô bác anh chị đi lên nhà thờ Học Lạc. Xin lỗi cô bác anh chị, đường Học Lạc, nhà thờ Cha Tam, Thánh Francisco Xavier. Đây con đường Đỗ Ngọc Thạnh này. Gió. Bên trái thì chúng ta ra Hải Thượng Lãng Ông, bên phải thì ra Thượng Kiều Plaza. Em quẹo phải con đường Học Lạc ra Hồng Bàng, cái mời cô bác anh chị chạy trên con đường Đỗ Ngọc Thạnh nha. Dạo con đường đó một chút. Đây là Dương Tử Giang nè.
Đường này là Đồng Khánh năm xưa thưa cô bác anh chị. Bây giờ là Trần Hưng Đạo, một con đường thẳng bắc từ Sài Gòn về Chợ Lớn. Đi qua hai quận, quận nhất, quận 5. Rồi, ở đây thì em sẽ quẹo phải nè. Nhà thờ. Ở đây có trường Nguyễn Đức Cảnh nè cô bác anh chị, sát bên nhà thờ đó. Trường này thì em thấy là cái cũng cũ nha, cái kiểu xây nó cũng cũ ngày xưa, có điều bây giờ cũng sơn lại mới. Đó, hàng hóa đi giao vợ trùm bạc. Đây là đi ra con đường Nguyễn Trãi này, đó đập thẳng ra đường Hồng Bàng luôn. Đây gió mạnh lắm các anh chị, mấy cái tòa nhà chung cư cao cao á, gió thổi vù vù á. Rồi bây giờ em chạy ra con đường Hồng Bàng nha. Chú đẩy bánh gì đây, anh chạy được bánh 6K mà không biết là bánh gì. Hết rồi. Đường Hồng Bàng này bên trái thì về cây gõ, bên phải thì chúng ta đi xuống hướng của khu vực nhà thờ ngã 6. Đó, Hồng Bàng. Đi thẳng xuống Đại học Y Dược đó cô bác anh chị. Y khoa năm xưa đó. Đây là con đường Dương Tử Giang. Và bên trái của em đó chính là tòa nhà Thuận Kiều Plaza. Ngày nay nó có tên là Garden Mall. Và nó vẫn như ngày xưa thưa cô bác anh chị. Vẫn cô quạnh, vẫn điều hiu, ma mị như ngày xưa. Không ai ở. Ở phía dưới kia ngay chợ An Đông em thấy trời đang mưa đó. Nó chạy từ trên này chạy xuống nè. Đây là đường Đỗ Ngọc Thạnh nè. Ý chết, em lộn, em đi quá y lố rồi. Em tính quẹo bên phải qua lại hướng của đường Hải Thượng Lạng Ông, đường Đỗ Ngọc Thạnh đó. Cuối cùng em đi bị lố nữa rồi, trời đất ơi. Xuống dưới này Phùng Hưng rồi. Ngay chợ Phùng Hưng, chợ Thủ Đô rồi các bác anh chị. Đây nè, trời mưa gió thì lỡ đi cái hướng này rồi thôi em chạy xuống phía bệnh viện Đại học Y Dược ha, trên con đường Hồng Bàng. Ở đó có trường Đại học Y Dược, trường Y Khoa năm xưa. Mấy cái ngày mưa gió này thì bà con mình đi khám bệnh cũng vất vả lắm. Đặc biệt là xuống xe, lên xe rồi mua đồ ăn. Đây là con đường Châu Văn Liêm, bên tay phải Tổng đốc Phương đó, bên trái là Thuận Kiều. Bệnh viện khu này thì nổi tiếng và nằm gần nhau, đó là Chợ Rẫy và Đại học Y Dược. Còn có Nguyễn Tri Phương nữa thưa cô bác anh chị. Ba cái bệnh viện ở ngay cái vị trí này thì thường là họ chuyển bệnh nhân qua lại lẫn nhau. Một khu vực nguy hiểm, một cái khu nhà nữa ha. Ba bệnh nhân họ ở ba bệnh viện gần nhau, họ chuyển bệnh đi liền liền với nhau vậy cô bác anh chị, liên thông với nhau á. Thành ra là chạy khu này là một hồi là đến cái khu kia thôi. À, bên trái của em là trường Hồng Bàng nè.
Con đường này là con đường Lương Dữ Học thì phải. Phố Lồng Đèn. Đúng rồi cô bác anh chị. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi xuống khu bệnh viện Đại học Y Dược trước nha. Còn bên trái em khu trường Hồng Bàng thì sẽ là bệnh viện Chợ Rẫy. Nó nằm cũng liền liền kề nhau như lúc nãy em chia sẻ đó. Trời thì cứ mưa thôi. Trời em chạy nãy giờ thì vẫn là quận 5. Nhưng mà đi từ cầu Trà Và rồi xuống khu bưu điện quận 5 đó, rồi chạy lòng vòng một hồi lên Đồng Khánh rồi hồi qua tới đây. Nó đi cũng xa lắm. Đi lạc cũng xa lắm luôn á. Trời vẫn còn mưa. Đây là đường Triệu Văn Phục, thưa cô bác anh chị. Và trời mưa mấy cái khu bệnh viện thì rất là dễ kẹt xe nha. Đông xe lắm, xe bus, xe du lịch, xe chở bệnh nhân đó, rồi xe máy, người đi đường nữa. Cô bác anh chị thấy là hàng hóa thì phải trùm lại và xe cộ thì rất là đông. Có vẻ như xuống đây lại mưa lớn hơn. Ở đây anh này anh cột cái thùng hàng cho có lòi mấy cái đuôi ra nha. Đây em đi xuống bệnh viện Đại học Y Dược. Ở đây là con đường bên phải là Phù Động Thiên Vương, bên trái là Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Thoại năm xưa đó, thưa các anh chị. Mưa nắng nắng vậy mà tự nhiên lại mưa to ha. Mặc áo mưa thôi, em vẫn mặc áo mưa, chưa cởi ra. Đây là dọc theo bệnh viện Đại học Y Dược, bên phải em là trường Đại học Y Dược, là y khoa năm xưa, trường y khoa năm xưa. Cô bán súp cua, đó, thấy không? Cuộc sống mưa gió này, mưa gió trốn bệnh viện. Đi bệnh viện mà gặp mưa như thế này mệt lắm, đặc biệt là những bệnh nhân mà nhiều khi đi taxi xong đi xuống cũng vất vả lắm mà cũng chịu chứ sao giờ. Đồ ăn nè, cơm. Xe vô bệnh viện quá trời đông luôn. Cho xe nữa qua cái bệnh vô. Trời nắng luôn á cô bác anh chị. Vừa nắng vừa mưa. Em quẹo phải nha, quẹo phải ở đây đường Đặng Thái Thân. Đó, ở đây có cái khu trạm xe bus. Đó, và người ta dùng để người ta bán quán. Cơm cháo, 2-3 món vậy đó. Hết mưa rồi có mấy anh chị, có nắng lên rồi. Cơm cháo này rồi khoai rồi gì đó. Đây là đường Đặng Thái Thân. Người ta bán quán cũng nhiều ha. Bán hàng rong rồi đó. Đó. Ra đây khu vực phía sau bệnh viện cũng là cái nơi mà người dân mình sẽ ra đây mua cơm.
mua cơm đồ ăn ha, hoặc là thuê phòng trọ. Ồ, nho đây này có mấy anh chị thuê phòng trọ đồ ở đây ha. Đó, phía sau bệnh viện đại học y dược có cái khu chung cư như thế này nè. À, trời thì nắng lên rồi. Đó. Hạt dẻ, cơm rồi thuốc đồ quá trời luôn cô mấy anh chị. Rồi cò nữa ha. Cò cũng nhiều lắm. Đó, nhà thuốc quá trời luôn, cơm rồi bún rồi phở đó. Đây là khu chung cư Hùng Vương ha, lô D chung cư Hùng Vương, đường Mạc Thiên Tích. Mạc Thiên Tích ở đây thì em chạy ra con đường Tạng Đà này có mấy anh chị. Nói chung là đi bệnh viện á, thì cô bác anh chị cứ vào thẳng bệnh viện mà khám nha. Đừng đi ở ngoài hoặc là đừng có theo ai. Nhiều khi mình thấy đông đông hoặc là mình chưa định hướng được, cái có người tới dắt mình đi, cái mình đi luôn là tiền mất tật mang. Cô bác anh chị cứ vào thẳng bệnh viện để mà khám, nó hơi mất thời gian một chút, thậm chí là mất thời gian cũng lâu đấy, nhưng mà nó chắc ăn hơn thưa cô bác anh chị, và đỡ mất tiền theo cái kiểu bị lừa. Rồi ở đây ra lại đường Hồng Bàng, cũng là phía trước của bệnh viện Đại học Y Dược. Tiếp tục đi tiếp thôi cô bác anh chị, ra đây là chúng ta phải đi theo cái hướng tới này thôi, không có đi lùi được. Bên kia là trường Hùng Vương cô bác anh chị. Rồi em đi thẳng hướng xuống ngã 6, nhà thờ ngã 6. May mà cũng hết mưa, trưa trưa như thế này mà mưa lớn thì cũng mệt lắm. Đây con đường Ngô Quyền đó cô bác anh chị. Ở bên trái thì chúng ta quẹo qua 3 tháng 2 có một cái đoạn có tên là Triệu Đà nữa ha. Ra 3 tháng 2 Trần Quốc Toản đó. Còn Ngô Quyền này bên phải thì cô bác anh chị đi về hướng đường Võ Văn Kiệt là bến Hàm Tử năm xưa. Đi thẳng thì chúng ta chạy trên con đường An Dương Vương, tức là đại lộ Thành Thái ngày xưa đó, thưa cô bác anh chị, về hướng đường Nguyễn Văn Cừ luôn, tức là Cộng Hòa. À, những cái con đường quen thuộc ở đây thôi, thì cũng không có xa lạ gì. Chỉ có điều ngày hôm nay thì đôi khi cô bác anh chị thấy là nó thay đổi nhiều quá, nhìn không ra. Em quẹo phải Ngô Quyền cái đoạn này ha. À, ở đây thì chúng ta cũng có tiếp tục vào con đường Mạc Thiên Tích này. Mạc Thiên Tích. À, bên phải là về lại bệnh viện Chợ Rẫy này. Góc này là nhà thiếu nhi quận 5. Mạc Thiên Tích bên trái xuống khu Xóm Cải nha. Còn bên phải này là về bệnh viện Chợ Rẫy. À, đây có tiệm cơm gà Hải Nam. Cũng như là lúc nãy cái đoạn này em chưa có đi. Em sẽ mời cô bác anh chị quẹo phải vô cái đoạn này.
đi một đoạn tới ngay chỗ cái chung cư Hùng Vương đó, rồi em sẽ quẹo trái. Rồi trái con đường Đặng Thái Thân ra Nguyễn Trãi nha. Em hiểu, em nghĩ thôi, em nghĩ là tại sao cái khu chung cư này gọi là chung cư Hùng Vương, bởi vì hình như là ngày xưa cái đoạn Hồng Bàng chỗ này nó là Hùng Vương. Hình như là sau năm 75 có một thời gian nó đổi thành đường Hùng Vương á. Thì cái khu chung cư này chắc có lẽ là xây sau năm 75. Đây nè. Em quẹo trái con đường Đặng Thái Thân. Đặng Thái Thân này quẹo trái là đi ra đường Nguyễn Trãi thưa cô bác anh chị. Đó. Ở đây thì rất là nhiều cái khách sạn, phòng trọ dành cho bệnh nhân. Và bên phải em là cái khu chung cư Hùng Vương đó. Thì sau khi đổi Hùng Vương xong lại trở lại Hồng Bàng. Thành ra cái giai đoạn, có một giai đoạn chắc là cái khu chung cư này đặt tên theo cái con đường phía trước bệnh viện Đại học Y Dược, đó là đường Hùng Vương. Một đoạn thôi. Em nghĩ là như vậy. Đoán là như vậy đó các anh chị. Như vậy cái khu này là chung cư Hùng Vương này, rồi có trường Hùng Vương này. Mình thấy là ở đây không có nối với đường Hùng Vương từ phía dưới ngã 6 Cộng Hòa đi lên, nhưng mà nó vẫn có tên Hùng Vương. Thành ra là có lẽ là như vậy. Ở đây là đường Nguyễn Trãi đây. Bên kia là cái khu Show Limit, chợ lớn, trung tâm thương mại chợ lớn. Ngày xưa em có một thời gian làm bên gỗ hay giao mấy cái đồ khay nhà bếp, gia vị cho Cholimax ở đây nè. Rồi em quẹo trái theo hướng đường Nguyễn Trãi này đi xuống là qua khu xóm cải rồi. Bệnh viện quận 5 bên trái của em nè ha. Trời, tí xíu nữa hoặc từ giờ tới chiều sẽ mưa đó. Đây đường Ngô Quyền đó các bác anh chị. Rồi, em băng qua ngã tư Ngô Quyền này luôn ha. Đi một chút ở khu vực quận 5. Loan quanh ở đây cho nó trọn vẹn cái clip quận 5 luôn. Lỡ mày lọt qua cái quận khác một cái thì nó cũng mất công của bác anh chị. Đây là con đường Trần Xuân Hòa. Cái khu Người Hoa bên trái ở đây thì chúng ta quẹo vào chung cư xóm cải này của bác anh chị. Chắc hôm nào em phải thực hiện một cái clip khu chung cư xóm cải này đó. Để cô bác anh chị có dịp nhìn lại. Hôm nay thì chắc là thôi, bởi vì cái clip nó cũng chuẩn bị kết thúc rồi. Có cái cơn bão số 2 đang hướng thẳng về Trung Quốc. Nói chung là nó cũng không có vào Việt Nam, nhưng mà ở Sài Gòn mình mưa nhiều, chứ còn mà ở ngoài phía Bắc á, thì lại nắng. Ở đây xuống đường Nguyễn Tri Phương có bác anh chị, chắc là em quẹo lên cầu Nguyễn Tri Phương đi về luôn, giờ cũng trưa à. Bên trái Nguyễn Tri Phương này thì anh chị, cô bác anh chị đi qua ngã 6 Nguyễn Tri Phương, còn đi thẳng hướng này thì chúng ta sẽ đi về Đại Thế Giới, khu Lạc Cai. Ở đây đang có một cái đám tang. Bên kia em thấy mây quá trời luôn các bác anh chị. Làm như là chuẩn bị mưa bên kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây là một đoàn đám tang. Xe người ta cũng đang dừng lại cho cái đoàn đi ngang qua này cô bác anh chị. Chiều mưa nhìn, ngày mưa nhìn nó cũng não nề quá ha. Mà người ta không chạy nha, ngay cả cái chiếc xe người ta cũng đi rất từ từ, chậm rãi, có vẻ như là đang rước qua những cái cảnh phố quen thuộc. Cuộc đời đôi khi nó cũng rất là ngắn ngủi thưa cô bác anh chị. Rồi một mai ai cũng như thế thôi. Khu vực giao với đường Trần Phú. Trần Phú này là Nguyễn Hoàng, Nguyễn Hoàng năm xưa. Và trời thì bắt đầu chuẩn bị mưa nữa. Cũng một chút nào đó não nề. Hướng này thì chúng ta đi lên lại Độc Khánh. Khu vực này là bồn nước trong ngay chỗ Đại Thế Giới, trung tâm văn hóa quận 5 thưa cô bác anh chị. Đoàn đám tang đi ngang thì xe cộ dừng lại, cho nên là bắt đầu đi lại kẹt xe đây. Trời mưa tiếp. Cũng may là gió nhiều á, gió nhiều, gió mạnh, thành ra là không có quá mưa, không có quá to. Chứ không là mưa sẽ rất là to các anh chị, vì mây nhiều lắm. Và bây giờ chắc người ta mới đi, rước một đoạn ngắn ngắn như thế này thì bây giờ người ta đi nè. Rồi em quẹo trái nha. Lên cầu huyện Tri Phương. Đây khu vực của Đại Thế Giới, công viên Đại Thế Giới đây cô bác anh chị. Casino. Công viên nước, bên trong có cái công viên nước. Ngày nay là trung tâm văn hóa quận 5. Hướng này thì chúng ta đi ngược lại con đường Trần Hưng Đạo về ngã tư Năng Si. Bên phải đây là quẹo lên cầu huyện Tri Phương qua quận 8. Phía dưới là đường Võ Văn Kiệt, bến Hàm Tử năm xưa. Ở đây thì chúng ta sẽ lên cầu và đi thẳng qua đường Phạm Hùng, Chánh Hưng. Cô bác anh chị nhìn thấy xa xa kia không? Mây đang kéo về rất là đen luôn. Nhưng mà các clip này em xin được tạm dừng rồi. Trên cầu Nguyễn Tri Phương đây. Kính chúc cô bác anh chị và các bạn có những giây phút dạo phố thật là nhiều cái hình ảnh thú vị của cuộc sống trong cái cơn mưa. Mây kìa, đen ơi là đen, sấm chớp nữa. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye. Sấm chớp đùng đùng luôn. Ở đây bên phải của em lại xuống đường Ba Đình nè. Ngay chỗ này là cái rạch ủ cây. Về lại sống tuổi. Rồi em xin tạm dừng các clip. Bye bye.